chiến sự ở Ugoda ghi nhận nhiều thiệt hại của quân Nga. Tìm hiểu về những đã diễn ra, dù qua lời kể của truyền thông phương Tây cũng giúp chúng ta có thêm điều kiện để nghiền ngẫm các chiến lệ được viết bằng xương máu của những người lính. Các tổ diệt tăng Ukraine bố trí trận địa phục kích đoàn tăng thiết giáp Nga tấn công vào Ugoda, sau đó dùng tên lửa vào pháo tấn công. Quân đội Nga đang dồn sức tấn công Ugoda, một trong những thành phố trọng yếu ở miền đông Ukraine mà họ đã tìm cách vây ép nhiều tháng qua các quan chức quân đội ukraine cho biết trong ba tuần gần đây nga đã tung vào mặt trận ugolda rất nhiều xe tăng thiết giáp nhằm tận dụng ưu thế cơ động và hỏa lực cao để nhanh chóng đánh chiếm mục tiêu tuy nhiên giới chuyên gia phương tây cho rằng trong trận chiến này nga đã mắc sai lầm tương tự giai đoạn đầu chiến sự đó là tiến quân vào ổ phục kích của ukraine khiến họ mất hàng trăm xe tăng thiết giáp khi tấn công ugolda xe tăng thiết giáp nga thường di chuyển theo hàng dọc trong khi lực lượng Ukraine cơ động phòng thủ, khai hỏa từ xa hoặc tại nơi ẩn nấp khi đối phương tiến vào trận địa phục kích của họ. Trung sĩ Atiom Nainitsky, thành viên đơn vị Ukraine phòng thủ Ugoda, cho biết họ nghiên cứu những tuyến đường mà lực lượng Nga thường sử dụng, sau đó triển khai các đội phục kích đón lõng đối phương. Trung úy Vladislav Bajak, phó chỉ huy tiểu đoàn cơ giới số 1 thuộc lữ đoàn 72 Ukraine, cho hay phục kích là chiến thuật đặc trưng của Ukraine từ ngày đầu chiến sự nhằm đối phó các đoàn xe tăng thiết giáp nga. Họ tiếp tục phát huy hiệu quả chiến thuật này khi phòng thủ Ugolda. Trong hầm ngầm tại Ugolda, đơn vị của trung úy giác sử dụng máy bay không người lái UAV cỡ nhỏ phát hiện khoảng 15 xe tăng và thiết giáp chở quân nga áp sát. Chúng tôi đã sẵn sàng, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra, trung úy Barjak nói. Chỉ huy chỉ cần phát lệnh khai hỏa qua bộ đàm. Theo chiến thuật phục kích, các tổ diệt tăng của Ukraine nấp trong hàng cây dọc cánh đồng, mang theo tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của Mỹ và Sở Tu Nha-P. Các khẩu đội pháo binh Ukraine được bố trí ở xa hơn, sẵn sàng yểm trợ hỏa lực. Binh sĩ Ukraine còn cài mìn chống tăng trên cánh đồng xung quanh thành phố, chỉ trở lại một con đường để dụ lực lượng Nga tiến vào ổ phục kích, đồng thời ngăn họ rút lui sau khi rơi vào bẫy. Trung úy Ba nói đoàn xe tăng trở nên dễ tổn thương nhất sau khi những phát tên lửa chống tăng đầu tiên được khai hỏa. Lái xe tăng Nga cố gắng tấp xe vào lề đường để quay đầu, khu vực vốn được cài đầy mìn trước đó. Những chiếc xe tăng hoặc thiết giáp chúng mìn trở thành chướng ngại vật làm chậm hoặc cản trở đoàn xe. Binh sĩ Ukraine tiếp tục phóng tên lửa Javelin, phá hủy thêm tăng thiết giáp hoặc hạ quân nhân đối phương đang trèo ra khỏi xe. Đó cũng là lúc pháo binh Ukraine được lệnh khai hỏa. Ngoài lựu pháo M777 của Mỹ và Seja do Pháp sản xuất. Các tổ diệt tăng Ukraine ở Ugoda cũng yêu cầu pháo phản lực HIMARS yểm trợ hòa lực. Ukraine thường sử dụng HIMARS tập kích mục tiêu cố định như kho đạn hoặc doanh trại. Song vũ khí này cũng phát huy hiệu quả khi tấn công đoàn xe bất động. Lực lượng phòng thủ Ukraine còn sử dụng xe tăng tham gia trận địa phục kích. Các kiếp lái Ukraine thường giấu xe tăng trên tuyến đường mà lực lượng Nga có thể đi qua. Họ tắt máy để giữ yên lặng và dùng lò sưởi nhỏ bằng dầu hỏa để giữ ấm động cơ giữa trời lạnh, giúp tiến trình khởi động lại xe nhanh hơn. Chúng tôi giấu xe tăng trong hàng cây và đợi họ, binh nhì Herbenok nói. Trong một trận phục kích, đơn vị của Herbenok dừng cách vị trí đón lóng gần 5 km ngoài tầm bắn trả của đối phương. Họ phối hợp với binh sĩ vận hành UAV. Người này báo tỏa độ mục tiêu mà đơn vị của Herbenok không quan sát trực tiếp được khi đoàn tăng thiết giáp Nga chứng lại vì chúng mình, xe tăng Ukraine khai hỏa. Binh nhì Herbenok cho hay các đoàn xe tăng Nga có rất ít cơ hội khi rơi vào ổ phục kích. Chúng tôi đã phá hủy rất nhiều khí tài của Nga, Herbenok nói. Sau trận đánh, nhiều xác xe tăng và thiết giáp Nga nằm rải rác trên cánh đồng quanh Ugolda do chúng mìn, đạn pháo hoặc tên lửa chống tăng. Quân đội Ukraine cho biết Nga mất ít nhất 130 xe tăng và thiết giáp trong nỗ lực tấn công bất thành các chỉ huy Ukraine cho rằng Nga mất quá nhiều xe tăng, thiết giáp để mở các đợt đột kích vào Ugoda, khiến họ thay đổi chiến thuật và chỉ dùng bộ binh để gây sức ép. Một số blogger quân sự Nga cũng bày tỏ giận dữ sau nhiều trận đột kích bằng tăng thiết giáp bất thành, đổ lỗi cho giới chỉ huy khi áp dụng chiến thuật sai lầm. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Ngoài thất bại kể trên của lực lượng tăng thiết giáp kể trên, mặt trận Ugoda cũng đánh dấu thiệt hại lớn của lữ đoàn 155 Nga. Tường thuật sau đây cho chúng ta tiếp cận một góc nhìn về thiệt hại này từ phía Ukraine. Nhóm binh sĩ Ukraine tiến vào một ngôi nhà gỗ bình thường ở ngoại ô thành phố Ugoda, cách tiền tuyến vài km. Bên dưới ngôi nhà này là căn hầm cửa thép dẫn vào sở chỉ huy công nghệ cao, nơi một số binh sĩ thuộc lữ đoàn bộ binh Jiger số 88 của Ukraine đang giám sát chặt chẽ mọi di biến động trên tiền tuyến. Các binh sĩ trong sở chỉ huy đều sử dụng máy tính sách tay. Một người theo dõi video dường như được truyền từ máy bay không người lái. Người kia lắng nghe những cuộc trao đổi qua sóng vô tuyến của lực lượng nga mà họ chặn thu được. Cách đó không xa, lực lượng nga đang tìm cách mở các đợt tấn công dữ dội vào Ugolda, thành phố khai thác mỏ thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Thiếu tá Viedchelap, chỉ huy lực lượng Ukraine phòng thủ tại Ugolda, cho biết các đơn vị của ông cố gắng bám trụ thành phố. Bởi nếu Nga kiểm soát được đô thị này, họ sẽ tận dụng các quả đồi tại đây để pháo kích những ngôi làng phía bắc. Nếu để mất Ugolda, lực lượng của thiếu tá Vieslab sẽ phải rút về gần làng Kurakhover, cách tiền tuyến hiện tại khoảng 24 km. Dù phòng tuyến tốt đến đâu, nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu Ugolda thất thủ, ông nói. Quân đội Nga tiến công Ugolda gần như mỗi ngày, thường bắt đầu từ 4 giờ đến 5 giờ sáng. Trung úy tỷ vị thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 72 Ukraine cho biết, Lữ đoàn 72 là một trong những mũi nhọn bảo vệ UGORDA từ khi Nga mở chiến dịch tiến công thành phố từ cuối tháng 1. Bất chấp các đợt tiến công của Nga diễn ra liên tục, quân đội Ukraine mới chỉ lùi bước một chút. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng nếu các đợt công kích vào UGORDA là dấu hiệu cho chiến dịch tiến công mới của Nga, đó là một khởi đầu thảm họa. Oleksiy Dimitrovskyi, phát ngôn viên quân đội Ukraine, ngày 14 tháng 2 cho biết khoảng 5.000 binh sĩ lữ đoàn hải quân đánh bộ số 155 của Nga đã thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt trong trận đánh vào Ugo đa hồi cuối tháng 1. Lữ đoàn này gần như bị xóa sổ, dù gần đây được bổ sung lực lượng sau hai thất bại nặng nề trước đó ở Iapin và Donetsk. Chúng tôi có thể thấy rõ rằng binh lính đối phương được huấn luyện kém. Lính lữ đoàn 155 chủ yếu là những người mới được huy động, Trung úy Tỷ Vị nói. Họ thường có cụm thành một nhóm và dễ trở thành mục tiêu hơn. Họ không có chiến thuật nào, như thể họ được giao nhiệm vụ và cứ thế xông lên mà không được hướng dẫn phải làm thế nào. Chiến thuật được các đơn vị Ukraine áp dụng để đánh thiệt hại nặng lữ đoàn 155 là sử dụng công nghệ để phát hiện và chỉ thị mục tiêu cho tên lửa, pháo binh tập kích lực lượng đối phương từ xa, trước khi họ áp sát được Ugolda. Trung úy tỷ khu vị cho hay vũ khí tấn công chính của Ukraine tại Ugolda là tên lửa chống tăng Javelin và pháo. Ngoài ra họ có thể huy động hỏa lực chi viện từ pháo phản lực HIMARS ở xa hơn. Tuy nhiên, đóng vai trò then chốt trong nỗ lực phòng thủ đa của Ukraine là UAV, loại thiết bị mà Trung úy tỷ khư vị ví như cây đũa thần. UAV giúp chúng tôi thực hiện mọi thứ, như thu thập thông tin tình báo, trinh sát, chỉ thị mục tiêu và hiệu chỉnh đường bắn của pháo binh. Những video được quân đội Ukraine quay bằng UAV chứng minh điều này một video cho thấy đoàn xe tăng Nga tập trung ở một dạng cây gần Ugolda. Các binh sĩ Ukraine cho hay những đội hình xe tăng này dễ dàng trở thành mục tiêu cho tên lửa chống tăng hoặc pháo binh của họ. Bộ Quốc phòng Anh trong báo cáo cuối tuần trước cho hay lực lượng Nga đã bỏ lại ít nhất 30 thiết giáp còn nguyên vẹn sau một đợt tấn công thất bại vào Ugolda. Tỷ khi cho hay trong giai đoạn đầu, lực lượng Nga sử dụng nhiều xe tăng, thiết giáp để tấn công. Tuy nhiên, càng về sau, lực lượng bộ binh càng tăng lên trong khi tăng thiết giáp thưa thớt dần. Điều đó cho thấy quân Nga đang thiếu xe tăng và thiết giáp trên mặt trận Ugoda. Hãng Space, đơn vị vận hành Stalin, tuần trước tuyên bố sẽ ngăn quân đội Ukraine dùng dịch vụ Internet vệ tinh để điều khiển UAV trên chiến trường Donbass. Tuy nhiên, Trung úy tỷ khu vị nói lực lượng Ukraine chưa gặp bất cứ vấn đề nào. Hệ thống vẫn hoạt động, tỷ khu vị nói. Nhiều chuyên viên điều khiển UAV của Ukraine tại những nơi khác cũng xác nhận thông tin này. Trung tá Pavlo Khanjan, chỉ huy đơn vị chuyên vận hành UAV, cho rằng Space muốn hạn chế dùng dịch vụ Stalin để thực hiện các cuộc tấn công, không phải điều khiển UAV trinh sát. Nếu không có các UAV và tên lửa chống tăng, lực lượng phòng thủ Ugoda sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do họ chủ yếu được trang bị những vũ khí đời cũ từ thời Liên Xô. Các binh sĩ lữ đoàn 72 hy vọng sẽ tiếp nhận xe tăng phương Tây trong thời gian tới để có thể củng cố phòng tuyến của mình cách khu khoảng đa khoảng 12 km về phía tây là làng Prichistivka, nơi lực lượng Nga đang pháo kích dữ dội, biến nhiều ngôi nhà trở thành đống đổ nát. Họ nghĩ chúng tôi ở đó, nhưng không phải vậy, OLEG, một binh sĩ thuộc lữ đoàn 68 của Ukraine, nói, đề cập tới sở chỉ huy của lực lượng này. Không rõ phía Ukraine mất bao nhiêu binh sĩ trong trận chiến bảo vệ Ugoda, nhưng lực lượng Nga có thể hứng tổn thất lớn hơn vì bị UAV và tên lửa pháo binh nhắm mục tiêu từ xa. Một số chỉ huy Úc, Ukraine ước tính lực lượng Nga thiệt hại nhân sự gấp 17 lần so với bên phòng thủ. Dù vậy, Valeria, một bác sĩ gây mê được triển khai tới Ugoda để hỗ trợ các thương binh, cho hay công việc của cô rất căng thẳng. Việc tồi tệ nhất là thu thập thi thể tử sĩ, cô nói. Một người bạn của tôi nói rằng anh ấy đã quá mệt mỏi với công việc này. Tôi chỉ mong người Nga rút khỏi vùng đất của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở unboxing file. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.